Thưa quý vị, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trên địa bàn Đà Nẵng, ngay từ chiều hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự quận, huyện phối hợp cùng thanh tra giao thông thành phố triển khai phương án đảm bảo an toàn tại 29 điểm thi, tạo thuận lợi cho thí sinh ngày hôm nay bước vào ngày thi chính thức. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Nằm trên tuyến quốc lộ 1A, trường Trung học phổ thông Phan Thành Tài được xác định là một trong những điểm thi có mật độ giao thông phức tạp. Lưu lượng xe tải có tải trọng lớn qua khu vực này rất đông. Vào giờ cao điểm, dễ gây ùn tắc. Ngày đầu tiên thí sinh đến làm thủ tục dự thi, cùng với các lực lượng khác, lực lượng thanh tra giao thông thành phố đã hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh học sinh không để xe đạp, xe máy dưới lòng đường, yêu cầu ô tô dừng đỗ xa cổng trường để hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông thuận lợi. Em đến đây thì hỗ trợ các bạn thi thì đã có thấy các chú thanh tra giao thông đến đây từ sớm, điều phối xe thông thoáng để cho các bạn tham gia cuộc thi được an toàn. Tôi rất là yên tâm cho con đến đây để mà thi cử. Tôi rất thấy các anh thanh tra đã đến sớm và nhắc nhở và lo lắng cho các em trong mùa thi cử. Trong nội thành, cảnh sát giao thông các quận phối hợp với công an địa phương, thanh tra giao thông tăng cường ứng trực tại các tuyến giao thông trọng điểm, hỗ trợ các địa phương phân luồng giao thông khu vực xung quanh và tại các địa điểm thi, các khu vực hay ùn tắc trong giờ cao điểm, tổ chức giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và giám thị đến đúng giờ, kể cả hỗ trợ thí sinh gặp trục trặc trong hành trình đến điểm thi. Trước đó, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông thường xuyên nhắc nhở phụ huynh học sinh không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh sử dụng để đi thi khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Thanh tra Sở Giao thông Đà Nẵng chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Chúng tôi chủ động phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh đến các điểm thi đảm bảo được thời gian quy định. Đồng thời chúng tôi xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra được an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thông suốt, cùng với sự chuẩn bị chu đáo tích cực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc.